Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhận định việc Philippines hạ thuế nhập khẩu gạo trong thời điểm hiện nay sẽ tạo điều kiện cho thị trường gạo thế giới thêm sôi động. Dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt là vào thị trường Philippines và Trung Quốc. Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 5 trong cuộc đua xuất khẩu gạo vào Trung Quốc. Trung Quốc đã tăng rất mạnh nhập khẩu gạo thơm ST21 và ST24 từ Việt Nam, nhưng giảm đối với gạo nếp. Hiện sản lượng gạo Trung Quốc bị giảm sút nên dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng. Ngoài Trung Quốc, chất lượng gạo của Việt Nam tới đây sẽ tăng mạnh ở cả Philippines, chủ yếu do nhu cầu từ Philippines, thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của nước ta tăng mạnh. Các doanh nghiệp xuất khẩu đều kỳ vọng trước việc Philippines hạ thuế nhập khẩu gạo trong thời điểm hiện nay và cho rằng hành động này sẽ tạo điều kiện cho thị trường gạo thế giới thêm sôi động. Bên cạnh việc duy trì đơn hàng sang các thị trường truyền thống, thì các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Mỹ hay các nước trong khối EU như Italy, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Tây Ban Nha, v.v.